Theo dõi Diệp Bảo Ngọc một chặng đường khoảng 10 năm hoặc thậm chí là hơn rồi. Có ai đã theo dõi Ngọc một chặng đường dài như vậy không ạ? À, có mấy anh chị ở phía sau kia. Vậy thì ai mới theo dõi Ngọc từ sau lần mặt 6 ạ? Cũng có một số khán giả giữa con bên này thì sao ạ? Mọi người biết Ngọc từ khi nào ạ? Ngọc sự im lặng đáng sợ. Cùng làm việc với nhau cũng có quá nhiều kỷ niệm, cũng có khá nhiều sự giận hờn ở trong đó. Bởi vì thật sự là Huy là bản tính của Huy rất là hiền lành, nhưng mà cũng không có hiền thật mọi người đúng không? Người thấy hiền không? Thôi không ai phản ứng cả, không có chơi với mọi người nữa đâu. Thấy trên TikTok mọi người thấy hiền còn nó ăn hiếp không mà mọi người đúng không?
nói thật vậy thôi, chứ thực sự là Huy á, thì một người cũng khá là chỉnh chu, kỹ tính và khó tính, nhưng mà Ngọc cũng là một người khá là bướng bỉnh. Bướng lắm mọi người ơi, có những cái quan điểm trái chiều nhau, nhưng mà Huy thôi bây giờ một người căng thì một người phải nhu thôi, thì hai người mới có thể hợp tác lâu dài được. Thì với những dự án vừa rồi thì cứ mỗi lần nhắc tới là giống như là lật mặt chẳng hạn, thì Huy cứ nói với Ngọc rằng là Huy sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp bé tỏa sáng. Thì cũng không có muốn nói trước vấn đề gì hết, nhưng mà cũng may mắn trộm vía thì sau cái lật mặt thì Ngọc, hình ảnh của Ngọc cũng tốt hơn. Và hiện tại là cũng có khoảng 4-5 bộ phim đang mời Ngọc tham gia, nhưng mà chúng tôi đang sắp xếp thời gian và một số cái game show sắp tới cũng khá là hấp dẫn nữa. Thì hy vọng rằng sắp tới thì tất cả các bạn fan ở khắp mọi nơi tiếp tục ủng hộ Ngọc và luôn luôn đồng hành cùng với anh em của mình. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và Nhật Huy. Tiếp theo xin được mời lên sân khấu ekip của Diệp Bảo Ngọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng vẫy tay lên để trang quay phim mình lấy một cái quay sọt thật là đẹp đúng không ạ? 1, 2, 3, vẫy tay ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin mời các bạn trở về vị trí. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ, và chắc là một lát nữa chúng ta có thể mời chị Bảo Ngọc ở ngoài các lớp để cùng mình chung. Còn bây giờ chúng ta còn Ngọc sẽ nói một lời tạm biệt cuối cùng với mọi người nhé. Ngọc xin tri ân và thật sự những lời biết ơn đến mọi người rất nhiều. Và Ngọc hy vọng rằng thanh xuân của Ngọc có tất cả các bạn, và Ngọc sẽ là một kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của các bạn. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn rất là nhiều. Chúc cho những bạn Ngọc hôm nay tỏa sáng hơn nữa trong chặng đường sự nghiệp của mình. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng ta có thể quay back hết để chúc mừng với những bạn Ngọc và mọi người đó để chúc mừng. Change, play the game, now we say I need a break.